bao nhiêu tiền một. À, người ta gọi bánh gù bởi vì là nó, các bạn nhìn xem, nó gù gù đấy. Vâng. Và màu xanh. Ôi nhìn thích nhỉ các bạn nhỉ. Đấy, nhìn nó to này. Cái này nó ở dưới nước nhìn nó. Thả tim. Rồi ok, thank you. Cái này hoa ở trên đầu rất đẹp. Đây là mông hoa. Mông hoa à? Có hoa là phải mông hoa. Cái đấy để chị. Xin chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo ở trên kênh của Hải nhá. Đó là kênh Hải Bảo Thắng. Đấy, hôm nay thì tiếp tục hành trình đi chợ phiên, quay chia sẻ cho ông bà, cô dì, chú bác và tất cả mọi người xem. Hải đang đứng trước cổng chợ, đó là chợ Bảo Nhai. Chợ Bảo Nhai này thuộc Bắc Hà, Lào Cai nhá. Và bây giờ thì mới buổi sáng sớm thôi, bà con thì đến chợ cũng khá là nhiều rồi. Đấy, bây giờ thì Hải sẽ dẫn mọi người, ông bà, cô dì, chú bác đi chợ phiên xem chợ phiên ngày hôm nay có gì đặc biệt nhé các bạn nhé. Đấy, một buổi sáng các bạn ạ, bà con thì đang đi chợ, người thì đi chợ mua đồ, người thì đi bán hàng. Đấy, đối diện trước mặt của chúng ta đó là chợ Bảo Nhai. Đấy, bên kia kìa, bên kia đường các bạn. Và ngay mé bên đầu đường đây thì Hải thấy là bà con bán rau củ quả và nói chung là các nông sản người ta trồng được và mang đi bán các bạn. Đấy. Chợ này thì làm giáp đường cái nên xe cộ đi lại khá là nguy hiểm. Đấy, những xe tải này. Và mỗi một lần qua đường ấy thì chúng ta phải ngó nghiêng bên này bên kia. Xe cộ đi lại khá là đông. Đấy, bây giờ thì mình sẽ dẫn mọi người đi vào trong chợ nhé. Xem trong chợ Bảo Nhai này có gì đặc biệt, có gì phong phú. Và đặc biệt là những ngày tháng giáp Tết. Và xem chợ phiên ở trên miền núi có gì. Đấy, ở bên này này. Hay là bây giờ thì chúng ta sẽ sang bên kia xem người ta bán gì nhé các bạn nhé. Đấy, bây giờ sang đường rất là khó khăn các bạn. Xe cộ rất là đông. Đi lại. Đấy. Đây. Đây, ở đây là có một cái cửa người ta bán quả đậu, củ đậu các bạn. Đây gọi là củ đậu. Hay. Đây các bạn. Củ đậu. Đấy, củ đậu. Đây này các bạn ơi. Đây, củ to nhỉ? À, cô thích chọn củ nhỏ nhỏ nhỉ? Không chọn củ to à? Củ to này cô này. Kiểu mình ăn ít thì lấy á. Và có quay cái gì đấy? Cháu đi chợ chơi cô ạ. Lâu lâu chưa đi chợ Bảo Nhai. Thế vậy lại quay cả bà vào đấy à? Vâng. 10.000 một cân nhỉ chị nhỉ? Đấy, 10.000 một cân. Củ to, củ nhỏ. Có xin miếng là test thử nào, xem quán của bà chủ ngon không? Đây, xin miếng nhá. Ok, thank you. Đấy. Củ đậu ăn rất là mát nhé các bạn nhé. Đấy. Ngọt lắm cô ạ. Ngọt, ngọt. Vừa ngọt vừa mát. Bác bảo là cái quả đấy đầu to không ngon. À. Không phải là ngon, mà nó nạc mấy. À, còn ai bảo ngon. Có chê không ngon đâu. Nó để lẫn cả to. Nói chung là cái này vừa nước. Có một số củ nó bị xốp xốp ấy bà. Cái củ này không xốp. Cái này là này nó đang tươi cháu ơi. À mùa này đang tươi ạ? Nó đang tươi bây giờ mà nó héo hết ăn nó mới ngọt. À vâng. Cái này để lâu được bà nhỉ? Ôi, để lâu nó càng Để lâu nó lên đường ấy nhỉ?
ngọt như kiểu khoai lang mà nhỉ. Nhưng mà đừng có rửa. À đừng vâng. Rửa là bị thối. Vâng. Ừ, ngon các bạn. Cứ để thế này thôi, lúc nào ăn lúc nào rửa lúc đấy. Ngon lắm. Bà mua 2 cân. Thôi bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi vào trong chợ nhá các bạn nhá. Xem trong chợ ngày hôm nay có gì nào. Cảm ơn bà chủ nhá. Ở đây này các bạn ơi, người ta bán rau, rau cải. Rau cải, bắp cải, khoai lang. Đây, ở trên mình thì nổi tiếng là rau cải mèo các bạn. Rau cải xanh. Chúng ta sẽ đi sâu vào trong chợ nhé. Xem chợ ngày hôm nay có gì. Hình như bác này đang bày bán củ từ à? Bác. À. Từ lông nhỉ? Bác có cây gì mà đặc biệt này? Cái là bồng khoai. À bồng khoai á? Lên xương là ngon lắm rồi. Ở sao bồng khoai cho tưởng nó bé bé ngon út nhỉ? Sao nó to nhỉ? Không, cái này là cái loại đó, cái mẻ của nó là to bằng này. À. Củ to nhỉ? Đấy các bạn thấy không, khác so với một số bồng khoai khác. Cái này chắc là bóc dễ không ạ? Cái này mà cặp cái này ra. Cạo á? À. Cạo cái bộ này ra thì mình phải thấy linh xương là à, nó to nhỉ. Cái này chẻ ra không nhỉ? Vâng. Video nó to này mình chẻ đôi ra, chẻ bốn ra nhỉ? Ừ. Đấy. Bồng khoai, cây khoai này mình chưa nhìn thấy cây nó như nào. Cái bồng khoai này của dân tộc mình mới có. À, dân tộc mới có ạ? Vâng. À, bình thường là người ta hay có cái bồng khoai nhỏ nhỏ xinh xanh ấy nhỉ? Cái đấy là cái ở trong cái mon ấy. Ở trong ao. À trong ao. Cái này là mình ở nương. À trên đồi á? Trên đồi nương á. À nó sống ở khô à? Ờ. Mình trồng ở chỗ kiểu vùng. Nó ẩm ẩm đi đúng không? Ừ. À. Trồng chỗ vùng. Vâng. Thế nào thấy lạ thế. Bác không bày gì lên đây nữa à? Bày chuối. Hả? Mang quả chuối về đâu, chuối đâu, chuối đâu? À chưa mang ra. Chờ một chút đi đây là. Vâng vâng. Vâng. À, bác đi lấy chuối các bạn. Bác bảo là coi như là bác ấy chở nhiều đồ ấy. Đấy. Bác ấy bày chuối. Thôi tranh thủ chúng ta sẽ đợi tí nhá. Xem bác có quả chuối gì. Bác ấy khoe là chuối đẹp lắm. Đây này các bạn ơi. Ngoài ra đây, bác ấy bắn quả củ từ lông. Những củ này thường thường là người ta bán 20.000 đến 25.000 nhá. Cái này luộc các bạn. Luộc ăn ngon bở này. Bở và nó ăn nó ngọt ngọt. Đấy, gọi là hơi có vị ngọt thôi. Như kiểu có đường ấy. Nói chung là bở ăn ngon các bạn. Cái này thường thường là to này thì là các bạn có thể là nấu canh, đấy, nấu canh rau cải hoặc là linh nấu xương, kết hợp với xương các bạn ăn rất là ngon. Đây này, ở trên mình nổi tiếng là rau cải này các bạn. Đây. Rau cải ngồng này. Nó có hoa này các bạn ơi. Đấy, các bạn nhìn chưa? Nó có hoa này. Đấy. Đấy. Trông vậy nó non nhá các bạn, không phải già đâu. Cái này xào tái hoặc là nhúng lẩu ăn rất là ngon. Giòn nữa. Đấy. Hoa màu vàng cực kỳ là đẹp. Đấy. Chúng ta sẽ đợi ở đây tranh thủ một tí xem bác ấy đi lấy chuối về các bạn. Xem bác bắn chuối gì. Không biết là bác chạy đâu rồi. Đấy, chúng ta sẽ đợi tí. Ở đây là người ta bắn bánh rán ấy. Ai? À, bánh chuối à chị? À, đây bánh chuối này các bạn này. Đây. Và cứ ăn thoải mái tự nhiên. À cái này có khay à? À khuôn. Đấy. Cân đo đong đếm đầy đủ. Mà... À đúng rồi cho nó dễ nữa nhỉ, đúng không? Bên nó thành cái hình này các bạn này. Nó thành hình dài dài. Bánh rán. Đấy, mỡ sôi sung sục các bạn. Đây là bánh gối. 5.000 một cái. Bánh gối này, bánh rán này. Cái bánh... Đây là bánh rán à? À, bánh khoai. Bánh khoai. Ờ bạn ăn bánh gối là phải có nước chấm nhỉ? À, thế rồi, thế à. Ăn bánh mì nữa là nó. Hai đứa chị tắt kia bác. Bánh gối, bánh khoai.
Đây này các bạn này, này khoai. Nói chung là buổi sáng thì là mọi người à đây xem chuối của bác này. Bác bảo bác có lải chuối ngon lắm, xem nào. Cũng sắp Tết rồi nhỉ. Chỉ còn hơn một tháng nữa là Tết rồi bác nhỉ. Chú tiêu hả bác? À chú tiêu. Chú này già rồi. Để mấy hôm này chín ngay à. Đấy, chú tiêu này ăn thơm này, chín thơm đó. Vâng, úi này, này nhiều quả nhỉ. Bán theo quả hay bán theo cân hả? Theo lạng à? À theo lại à? Một lại là 20 nghìn. À vâng. Người ta có thể là bán theo quả. Tết là bán theo quả ấy nhỉ. Đợt trước cháu đi mua kiểu về cúng Tết ấy, về ấy ấy, để làm mâm ngũ quả ấy, thì người ta bán theo quả. Đấy, cứ 2.000 một quả chẳng hạn như vậy. Bác ấy bán chuối, chuối tiêu. Đây còn là chuối tiêu nha các bạn nhé. 1, 2, 3, 4 này 80.000. Lại kia là nhiều nhất. Vâng, quả to nhỉ. Như này là to đồng đều rồi, đẹp à. Hôm nay là của bác là có chuối, có từ, có đu đủ à? Mấy con này thôi à? Cái này của bác tất à? À, chính tỏ bác nên mang đi nhiều anh nhỉ. Một gian hàng nhỏ các bạn, toàn rau và quả, đấy, chuối. Rồi, cháu cảm ơn bác nhé. Bánh rán này. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ đi sâu vào bên này các bạn. Chợ phiên. Thường thường là các chợ phiên thì khu vực rau củ quả là khu vực cái đông nhất các bạn. Người ta đi mua đồ sáng, hoặc là những cái quán thịt người ta mua đồ về cho gia đình, hoặc là làm một cái gì đó. Ôi khoai này các bạn ơi. Ở đây là mình thấy là có một cái đống khoai. Khoai này khoai gì đấy? Khoai. Ôi khoai này khoai ngon đấy các bạn. Củ khoai. Đấy. Khoai này khoai mật à. Đấy, khoai mật. Ôi, khoai vàng này các bạn. Cái này lướng ăn cực kỳ là thơm và ngon. Nói chung là lướng luộc, hoặc là người ta có thể là làm bánh khoai. Đấy. Khoai lang. Rồi. Vâng anh, đi chơi. À, có một anh hỏi đi chơi đi đâu ấy, đi chơi khu đấy, trong này là người ta bán thịt này các bạn, rau củ quả rồi thịt. Ở trong này điện hơi tối nhỉ. Đấy. Chê chê à, bà mua nữa à? Mua nhiều thế? Không, vừa thêm mua khoai thế à, mua củ đậu. Đây củ gì đấy? À, củ từ nhỏ nhỉ. Đây. Siêu nhỏ. Cái này luộc này ăn ngon này. Ở bên này thảo dược à. Đấy, bên này người ta bán thảo dược rất là nhiều các bạn. Ở đây thì có tam thất. Đây này các bạn này. Mình sẽ quay chia sẻ cho mọi người tí nhá. Đây này các bạn ơi, gừng, ai, củ gừng. Em xem tí nhá. Đây, củ gừng này các bạn ơi. Wow. Gừng này thì làm gia vị thức ăn các bạn. Hoặc là người ta có thể là làm mứt gừng. Đấy. Gừng này dễ trồng các bạn. Đây, gừng vàng. Đấy. Thường là người ta bán 10.000 một cân. Củ to thì đến 15.000 một cân các bạn. Đây là tam thất. Wow, tam thất tươi. Và củ nào là củ to nhất? Size bao nhiêu chị? 10 củ một cân à? Đấy, tam thất tươi, tam thất Bắc. Người ta gọi là tam thất Bắc. Ngâm hoặc là nấu cháo, nấu linh hầm. Ăn bồi bổ sức khỏe mà tốt. Đây này các bạn này, tam thất.
Đây là những cái size bình quân thôi các bạn. Có loại đây nhỏ, loại to đâu. Loại to 5-6 củ một cân thì nhỉ. Đấy. Tầm thật tươi. Ở đây là người ta bán cả rễ này các bạn ạ. Rễ này chắc là 20.000 một lạng nhỉ. Có hoa không? Lụ hoa tam thất này. Pha nước uống đấy. Như kiểu pha chè ấy bác nhỉ, đúng không? Pha chè đấy. Chị đang chỉ ở bên này. Rau củ quả nhiều chưa? Người ta bày rất là đẹp. Đây, nụ hoa tam thất đây. Đây, cho xem. Cái này khô rồi ạ. Loại này cũng được được, đẹp hết. Khô rồi bác ơi, khô rồi. Đây là thàn khô hết. Loại này bao tiền nửa cân cô? 800 một cân. Bây giờ 400.000 nửa cân. Cái này chắc là một cân này. Cái này 5 lạng thôi ạ. Cái kia 3 lạng. Một túi to. Đây là lụ hoa tam thất. Cái này là chữa bệnh, chữa mất ngủ nha các bạn nhé. Hoặc là an thần cơ thể rất là tốt. Pha, người ta pha như kiểu pha nước chè ấy, pha nước nóng ấy. Đây, lụ hoa tam thất. Bác xòe cho xem. Đây, lụ hoa tam thất này các bạn ơi. Cái nào là đắt nhất chị? Nhưng mà nó đắt ở cái chỗ nào ạ? Cùng là lũ hoa ấy. Hả? Nó xanh hơn một tí. Có nghĩa là nó chưa lở ra nhiều nhỉ? Đấy. Cái kia thì nó lở qua một tí rồi. Đấy. Này bán cho mấy lạng đấy. Lấy luôn 5 lạng này đi, uống cả năm đi. 5 lạng nhiều quá. Tùy sử dụng, thích mua mấy lạng thì mua. Lụ hoa tam thất. Các bác nào mua thì cái inbox Hải qua số Zalo Hải ghi ở trên màn hình nhá. Hoặc là Hải đọc luôn cho các bạn. Bởi vì là lụ hoa tam thất này uống rất là tốt. Đấy. Để chống mất ngủ này, an thần cơ thể này. Cực kỳ là tốt các bạn. Và đặc biệt cho các bác trung tuổi hoặc là nói chung là những người các bác cao tuổi ấy, thì uống tốt. Đấy, số của Hải là 0379 420 217. Ở đây là người ta bán cả ba kích đỏ. Cái này là gọi là ba kích đỏ hay là ba kích tím ạ? Tím ạ? Cái này gọi là viễn chí đây nhỉ? Nó có hai tên mà. Cái này nó nhỏ, đây là nó nhỏ hơn ngón út của mình này. Mình quay gần này nó to, một số bác thì tưởng là nó to. Nhưng mà các bạn có thể so sánh cùng với ngón út của Hải này. Đấy, nó chỉ bằng nửa ngón út thôi. Các bác nào lấy cái loại này thì ở trên chợ người ta bán nhiều lắm. Đặc biệt là ở Tây Bắc các bạn, ở trên Bắc Hà người ta bán cực kỳ là nhiều. Còn cái loại mà đắt nó to bằng ngón út ấy, đó là ba kích Quảng Linh các bạn. Cái này ở trên đồi trên mình này cô nhỉ? Cái này là người ta không trồng được đâu nhá các bạn nhé. Mà người ta lấy ở trên rừng ấy. Và Hải vẫn đang giao với giá là 150.000 một cân, bao ship, bao vận chuyển nhé. Cái tuần vừa rồi ấy, Hải còn lấy cho một bác ở Hải Dương, một yến. Đấy, bác ấy nhận rồi và hôm qua bác có nhận được hàng rồi. Ba kích, thường thường là mình hay gọi là ba kích đỏ các bạn. Đấy. Đây này, ở đây là người ta bán cả sâm đương quy. Sâm đương quy này là loại củ nhỏ các bạn. Cái loại này thường thường nó rơi vào 1 năm thôi. Đấy, 1 năm. Và cái này xào thịt hoặc là cho vào nồi lẩu hoặc là ngâm rượu các bạn. Đấy. Bồi bổ sức khỏe, đặc biệt là những các bác nào mà cơ thể nó yếu ấy thì ăn này bồi bổ sức khỏe rất là tốt. Sâm đương quy. Đấy. Thơm nhỉ, đứng đây nó rất là thơm các bạn. Khu vực này người ta bán thảo dược. Và ngoài ra thì có cả củ gấu tàu các bạn ơi. Gấu tàu. Cái này thì các bác lấy thì Hải cũng vẫn bán cho các bạn nhé. Đấy. Cái này
loại size bình thường thôi chứ không phải là size to quá. Có loại to gấp đôi củ này này. Đấy. Đây, tam thất. Size này vẫn là size nhỏ chứ. Có loại to hơn đấy nhờ. Loại này đến 15 củ một cân không ạ? Không đến ạ. 10 củ ạ. À. Có loại 5 củ một cân, 4 củ một cân có to. Vâng. Nhưng mà phân biệt vào đâu, nó non hay là củ nhỏ bác? Hay là vào cái cọng hoa này? Không phải chứ. Cái này nó già hơn. À. Bác ấy bán nhiều, đây là tam thất tươi này các bạn. Đây, tam thất tươi nhiều chưa? Nó nhiều size nhá. Các bác lấy loại nào thì cứ inbox. Và loại to nhất mà Hải đã từng gặp ở trên chợ đó là loại 4 củ một cân và 4 đến 5 củ một cân đấy, trong khoảng đấy. Đấy, giá hai loại đấy là cao nhất. Hoa quả này bà con, hoa quả bà con bày rất là nhiều ở chợ để phục vụ. Đấy, còn bên này là bán bánh này. Bánh chưng, bánh khô, rồi bánh gai, chợ phiên. Đấy, các bạn thấy mộc mạc giản dị không? Đấy, đơn thuần nó chỉ như thế này thôi. Đấy, bác ấy đang chọn nụ hoa tam thất. Cái này là rẻ nhất đúng không? Cái này là mua nụ hoa tam thất thì nó phải xanh đấy, xanh và nó cũng mùi thơm thơm một tí. Cô bán cả củ tam thất khô đấy các bạn này. Size này chắc là size 60 hay size 52 ạ? 52 củ một cân. Đấy, cô bán thảo dược các bạn nhé. Đấy. Thôi, bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi tiếp vào trong chợ phiên. Xem trong chợ ngày hôm nay có gì không nhé. Mình hứa hẹn với các bạn ở đằng sau chợ thì có rất là nhiều điều thú vị để chia sẻ cho mọi người. Hình như là mình nhớ là mùa đông thì là có táo đấy các bạn. Đấy, đây là táo này. Đấy. Đây, táo này. Táo chua bác nhỉ? Táo ngọt đấy. Táo ngọt. À, táo ngọt. Quả tròn là ngọt. Không, tròn ngọt. Dài ngọt à? Dài ngọt hết. Mùa đông là mùa táo các bạn. Ăn rất là ngon. Ôi. Chấm súp. Ổi lê à? Đây. Ở đây ít hạt lắm. Bác đi bán hàng giỏi nhờ, con trai đi bán hàng. Đợt trước là mình cũng đi bán hàng đồ lặt vặt và quần áo ấy các bạn. Đây, cái này là người ta bọc để cho đỡ sâu con kiến nó đốt, nó châm. Nên là ở trong nó không bị gì các bạn. Đây, bác bán cả bưởi này, bòng bưởi. Đấy, một dãy hoa quả các bạn, để phục vụ bà con đến chợ mua. Đây là chợ Bảo Nhai nha các bạn nhé. Diễn ra vào sáng thứ năm và sáng chủ nhật hàng tuần. Đấy, hôm nay là ngày thứ năm các bạn. Mình đi chợ phiên mình chơi. Còn hôm chủ nhật thì mình sẽ lên chợ Bắc Hà. Thường thường là như vậy các bạn. Đấy, các cô bán gạo. Ồ, bác có cái món thuốc hả bác? Đấy. À, cháu xem tí nhá. Bác ấy bán thuốc các bạn. Đây. Thuốc uống chữa bệnh, có nghĩa là dùng để uống thôi. Dân tộc dao đỏ Sapa, cây thuốc chữa đau dạ dày. À, thuốc chữa dạ dày các bạn. Viêm dạ dày, viêm mép dạ dày, viêm đại tràng, đường ruột. Viêm tá tràng, đường ruột. Cách dùng, đun nước uống hàng ngày. Có số điện thoại đây. À, cái này khô. Thuốc nam khô, phơi khô, đóng gói.
Cái gói này chắc là 3 lạng đấy bác nhỉ? Hay nửa cân ạ? 3 lạng rưỡi. À, 3 lạng rưỡi. Cái này là đau dạ dày cô ạ? Đây là toàn dạ dày hết à bác? À đây đây, hình như là... À đây đây. Bác ấy bán cả thuốc đau xương khớp này các bạn ạ. Cái này thì đây là một số cây ở trên rừng và nó thuộc cái vị thuốc bác ấy tổng hợp vào đây. Chữa đau xương khớp, viêm khớp, đau lưng, vai gáy, nhức mỏi chân tay, dây thần kinh tọa, chữa đau cơ, đau gân, đau đầu, đau toàn thân, các khớp vôi hóa, thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, gai vôi cột sống, gai đôi cột sống, khô. Nói chung là đun nước uống các bạn, uống như kiểu nước uống hàng ngày ấy. Đây. Và đây bàn bánh này, nói chung là phiên chợ rất là mộc mạc, người ta hay gọi là chợ quê núi, chợ quê Bảo Nhai các bạn. Mình sinh ra và lớn lên ở trên này, mình hay gọi là quê của mình gọi là quê núi các bạn. Đây bánh này, bánh đây là bánh gù, bởi vì cháu xem tí các bạn. Ở đây là người ta gọi bánh gù bởi vì nó, các bạn nhìn xem nó gù gù đấy, và trong này là nhân nhân đen à cô? Bánh đen, bánh trưng đen đúng không? À, bánh trưng đen, nhưng mà một số các bác tưởng là làm bằng gỗ đen nhưng không phải nhá. À, bằng gạo lếp đen nhưng mà không phải. Cái này là người ta phải trộn với cái gì nhỉ cô nhỉ? Cây chuyên làm bánh đen. À đúng rồi, đấy. Chứ không phải là cái gạo của nó là màu đen đâu. Bánh trưng đen ở trên chợ Bắc Hà mà người ta bán nhiều, ở đây cô cũng bán này. Cái này là 10.000. Bởi vì mình thấy 20.000 nó dài lắm. Cái này là cô bán 10.000 một cái. 15.000 à. Đây là bánh dày hay bánh chuối ạ? Đây là bánh khúc. À bánh khúc. À, màu xanh. À đúng rồi. Bánh khúc. Cái cây này là sống ở ruộng hả cô? Đúng rồi. À, cái cây cây khúc các bạn. Mình cũng không biết rõ lắm, nhưng mà ngày xưa mình mới đi quay mình cứ tưởng là cây khúc nó là từ cây khúc nụ. Cây khúc khác cơ, nhưng mà không phải. Mãi sau này mình đi quay mình mới biết. Và đấy, chợ phiên các bạn. Đấy, bây giờ thì mình sẽ dẫn các bạn đi vào bên sâu vào bên trong nhé các bạn nhé. Xem trong chợ phiên ở đằng sau có các mặt hàng gì. Đấy, khu vực này chủ yếu là rau củ quả thôi. Măng, mùa này mùa măng này các bạn này. Đấy. Mùa này là mùa măng này nhá. Cái măng này nó rơi vào tầm 30.000 một cân, 35.000 một cân. Đây. Măng. Măng này đầu mùa này nó ngọt các bạn. Đấy, cuội. Đấy, đây là một trong những cái đặc sản ở trên vùng cao đấy. Ở dưới xuôi thì chắc là không có măng này. Nếu mà có thì chắc là người ta cũng nhập từ trên này mang về dưới xuôi. Cái măng này mình nhớ là ngày xưa mình đi lấy củi ấy, ở trên đồi và những bụi tre, bụi vầu. Đấy. Và lấy về rất là nhiều. Wow, khu vực người ta bán rau củ quả này. Rau cải. Ồ, hàng bưởi. Đây bưởi, những cái đống bưởi rất là to. Quả bưởi. Đấy, ở đây thì trong này nó hơi tối một tí các bạn. Thôi, chúng ta sẽ đi một vòng nhé các bạn nhé. Khu này chủ yếu là người ta bán rau củ quả thôi. Rau cải rồi bí rất là nhiều. Đây này, bí đỏ, bí xanh, đỗ. À, ở đây có quả đặc biệt này các bạn này.
đây gọi là quả gì nhỉ, mình quên mất rồi. Đây gọi là quả gì nhỉ chị nhỉ? Quả gì nhỉ? À, của cóc đúng. Mình quên mất. Ở nhà bà nội mình cũng có một cái cây này. Cái quả này chấm súp ăn ngon này các bạn ạ. Quả cóc. Quả sổ là khác, quả sổ là nó to và tròn. Còn quả này là quả cóc. Đây. Đây, quả cóc. Các bác đã từng ăn quả này bao giờ chưa? Quả này là ăn hơi chua chua thôi. Vâng. Đây. Và cái này người ta muối sổ, kiểu người ta muối sổi ấy. Dầm chấm súp ăn ngon lắm. Nói chung là ăn nó giòn các bạn. Quả cóc. Ôi, bà này vặt nhiều quả bí non đấy nhỉ. Cái này gọi là bí bao tử hay là bí gì chị? Ừ. Nhưng mà cắt này phí không nhỉ? Dễ bán hơn á. Nhưng mà để to nên được nhiều cân ấy. À, lâu thôi. Quả bí các bạn, cái này lon nhỉ? Cái này ăn được cả vỏ các bạn, rửa sạch kia xong xào xiếc ăn được cả vỏ luôn. Cái này chắc là cũng không phải vứt ruột đâu nhỉ? Nó lon mà. Thái được cả, nói chung là rửa sạch đi là thái cứ thế là thái và xào luôn thôi. Quả to thì phải vứt lõi, vứt vỏ, vứt hột, vứt vứt vỏ, còn cái này là hệ nhỏ. Nói chung là ăn cái này mới ngon này các bạn ạ. Thường thường là người ta hay xào tỏi ấy, ăn rất là ngon. Đây, rau. Cái rau gì đây chị? À, lá hẹ. Mình ít đi khi đi chợ các bạn nên không biết. Lá hẹ, rau mùi, hành. À, thì nà. Đấy. Rau mùi nó kiểu nào nhỉ? À. Đây rau thì nà. Cái này cho vào sốt nước sốt cá nhỉ, ngon. Nhắc thì đã thèm rồi các bạn. Đấy. Rau củ quả bà con bán nhiều chưa? Ô đây ngô này. Em cảm ơn chị nhá. Đây. Ngô này các bạn này. Cái này ngô lẩu chứ? Không biết là ngô lẩu hay là ngô luộc ạ. À. Nói chung là được tất nhỉ. Đây ngô này. Bán theo bắp à chị? À, bán theo bắp các bạn. Đây này. Ở đây chị có một đống luôn này. Ui to nhỉ. Nhìn nó to đều này. Đấy. Kiểu to đều này, bắp đẹp này thì cái hạt của nó ấy, thì chắc chắn là sẽ đều. Ngô. Đấy. Chắc là vừa đến đang vội. Chợ phiên các bạn. Đây là khu vực ở phía cuối trong chợ Bảo Nhai. Mình rất thích là cái khu vực ở đằng sau này, bởi vì là trông nó mộc mạc giản dị. Bà cái đang dán đấy các bạn. Được. Sắp chín rồi bạn. Chín hết rồi. Chín hết rồi. Đây là bánh dày và bánh khúc. Hôm nay có khúc không? Cái này là khúc chứ bác nhỉ? À khúc nhỉ. Bánh dày, bánh khúc. Ở đây thì bác ấy bán nhiều này các bạn ạ. Thơ à. Bà có loại nào? Loại có nhân rồi. Loại có đố phải không? Đố. Đây là bánh mặn, đây là bánh ngọt, thích loại nào? Thích loại ngọt hay loại mặn? Thích loại ngọt hay mặn? Chắc mặn. Mặn là loại này. Mặn là dễ ăn mặn hơn. Mặn ngon hay là ngọt? Ngon. Sở thích từ người đó chứ. À. Ai thích loại nào thì ăn? Đây. Bánh dày. Được mà. Cái bánh trắng là bánh dày nha các bạn nhá. Còn bánh xanh là bánh khúc. Đấy. Anh lấy mặn đi anh ơi. Lấy mặn. Ngon mà. Nói chung là bác có hai loại bánh, một là bánh ngọt, hai là bánh mặn. Đấy. Ai thích ăn loại nào thì ăn. Đấy. Cứ 5.000 một cái nhé các bạn nhé. Kể cả là rán rồi bác cứ bán 5.000 một cái. Ừ.
màu xanh. Tròn dài dẹp bằng tiền nhau hết. Vâng. Nhưng mà bác nhìn, bác làm bác nhìn bác biết chứ nhỉ? Biết chứ, cái dài chính cái hàng nào. Không, ý nó cái ngọt cái mặn ấy. Cái ngọt là đây. À. Bởi vì bác ký. Người bán là sao biết à? Vâng, người làm là biết ngay. Nhưng bọn cháu nhìn này là sao biết là cái nào ngọt, cái nào mặn cơ? Cái này là ngọt, à. Cái này mặn đây. À. Nhưng mà nhìn bề ngoài không thể biết được. Đâu, cái này nó dài hơn chứ. À. Dài hơn là bác để ngọt gì? Vâng. À. À là mặn. Nhiều khi mà đông khách quá lại nhầm nữa. Còn bọn cháu nhìn ngoài thì không biết được. Được chứ, ở đây là khu vực ở sau chợ nha các bạn nhé. Bánh rán này. Ở đây là người ta làm bánh rán rất là nhiều. Đấy, cứ 5.000 một cái các bạn. Đây là bánh cuốn này. Ở đây, khu vực này rất là đặc biệt nhé các bạn nhé. Một cái khung cảnh ở chợ Bảo Nhai, đặc biệt là khu vực phía đằng sau các bạn, rất là mộc mạc giản dị. Ở đây, ở đây là một bác bán thuốc và đang mua thuốc cái sao này. Ở đây là người, ở đây là mình thấy là người ta bán cả cái bi chuối này các bạn này, bi chuối. Wow, bì chuối đây. Cái này là bì chuối rừng nha các bạn nhé. Chuối rừng mang về làm lộm hoặc nấu cá ăn ngon các bạn. Đây này, bác này có món gì đây? Món gì đấy bác ơi? À, món mèn mén à? Ở đây anh ấy bạn mèn mén các bạn. Đây, mèn mén này. Mèn mén làm từ ngô nha các bạn nhé. Ngô tẻ, màu vàng. Có, không có, à ở đây cũng có ốc đậu anh. À, em xem tí này. À, ốc đậu này các bạn. À, rồi ok. Mèn mèn ốc đậu. À, đây là một trong những cái món nói chung là nó gần như kiểu là truyền thống rồi, kỷ niệm của bà con ở trên vùng cao rồi. Bởi vì là ngày xưa các bạn, ngày xưa thì trồng lúa hoặc là trồng ngô thì nó thu hoạch không được nhiều. Nên bà con thì cũng khá là vất vả và hay sử dụng từ những thức ăn hàng ngày, chủ yếu là ngô, và người ta đã chế biến ra một cái món rất là đặc biệt, đó là mèn mén và ốc đậu. Ôi, đây là người ta bán gì đây? À, đây là khu vực này người ta bán rau củ quả. Đây cả đỗ tương này các bạn ạ. Wow, đỗ tương. Đỗ tương này thường thường là người ta bán 25.000 một cân này. Đấy, cái bao này khá là đẹp này các bạn này. Đấy, đều. Đỗ tương để làm nên đậu phụ hoặc là làm ốc đậu ấy. Đấy, gừng. Gừng tươi các bạn. Đây này, những cái bao tải. Bao tải rau các bạn. Đây. Ở khu vực ở đằng sau này chủ yếu là rau củ quả. Đấy. Những cái rau bà con trồng được mang đi bán này. Rồi những cái những củ khoai, rồi khoai sọ, rồi khoai lang.
Đây là khu vực người ta bán gạo. Mình thử xem mình biết gạo gì ở đây nhé. Gạo, xem gạo tên là gì. Xem là đi chợ có được không. Đây. Nhưng mà đang ý là phải gạo hạt tròn không ý? Không phải gạo hạt tròn chứ anh nhỉ? Gạo tẻ các bạn. À đây. Chưa là 2 cân 2 rồi. Ở trên này thì có gạo nổi tiếng như là gạo sắn cù nhỉ, gạo hạt tròn. Đấy. Và rồi bây giờ thì mình sẽ đi tiếp các bạn. Ở đây là ẩm thực này các bạn ơi, quán ẩm thực. Và ở đây thì chủ yếu là phở đây các bạn. Đấy, phở đỏ hoặc là bún kết hợp với là thịt lợn đen. Đây. Đấy. Đây. Đấy, ở đây là chủ yếu là phở nha các bạn nhé. Đấy, phở với bún. Còn món ăn vặt thì bánh rán, đấy, bánh khoai, bánh trưng, rồi bánh gai, rất là nhiều. Và quán cô này nhiều ấy nhỉ. Đây, cả nước uống này, cả bánh rán này, đấy, cả bánh trưng này. Đấy, bánh rán này các bạn ơi. Bánh trưng rán, vừa không rán vừa rán luôn, phục vụ ai thích ăn rán thì ăn, mà thích mua về thì mua. Đấy. Ôi cả chép à. Khu vực bắn cá các bạn. Ồ vâng. Ô, con cá giếc hay cá gì đấy cơ? Ô, lần đầu tiên mình thấy con cá này. Nó sống ở sông ạ? À? Sông Bảo Nhai á? Cá chanh à? Cá rừng á? Ô, và cháu nhìn thấy con này là lạ nhỉ? Đấy, lần đầu tiên mình thấy con cá này các bạn. Nó như kiểu cá giếc này chú nhỉ? Giống. Nó là cá giếc ạ. À? Đây có cả cá chép này, cá chép to này các bạn. Ăn đây mặt chơi giỏi này mà cái này vừa mổ xong đấy ăn đánh. Bắt cho con này ba con đấy, ba con. Này một cân rồi. Ba con này chắc là chưa được cân đâu. Cứ lấy ba con là bao nhiêu đấy. Vâng. Hay nhỉ. Nhìn nó hay thật. Đấy, con này với con này. Em gãy cái con kia vẫn đang dẫy bất hại thế. Dẫy như phải là cá ngon. Ăn nốt con này nữa đi. Hay ừ, cá đây cá mỏng mình cái đây cá đây. Cá này bán 70 80 như một con thì bán. Cất vó thế này không? Hả? Con này ở nhà cất vó thế này không? Nhà ở bản mẹt đâu ra. Cân nào? Kia cân nào?
cần đuối. Mang lấy 4 con đi. 4 con nhá. Ờ, lấy 4 con. Bao nhiêu tiền chú? Một cân bao nhiêu ạ? 30.000. À. 50.000. 50.000. Cân 2 rồi. Nó tươi mỹ gì cá này bán được phải là cân vàng luôn mà. Ôi trời ơi. Con cá này tươi mấy hoa vàng thì phải hoa. Khu vực ở người ta bán cá các bạn. Ôi, ở đây là đồng, con chép to nhỉ. À, con chép hồng đẹp nhỉ. Cho xem tí bạn. Vâng, xem đây. Ôi, con chép này. Ôi, con chép này to chưa? Con này khoảng mấy cân bà? 4 cân. 4 cân cơ. 4 cân thì khoảng bao nhiêu tiền ạ? À, 250 thôi. À, 250. Ui, chép này các bạn ơi to chưa? Cái này là thể thả vào bể cá cảnh nhỉ. Đây. To như cá chấm. Ba cái bảo 4 cân khoảng là tầm 250. Ôi to thế. Ôi nhìn thích nhờ các bạn nhỉ. Đấy, nhìn nó to này. Cái này nó ở dưới nước nhìn nó không to lắm nhưng mà nhấc lên thì nó to lắm đấy. Cá chép. Cá chép to. Châu Phi. Con đấy vậy chắc phải nửa cân đấy nhỉ. Đấy, to. Đấy, khu vực người ta bán cá các bạn. Bán cá kìa. Ở kia thì người ta có thể là mổ sẵn cho luôn. Đấy, ai thích ăn mổ sẵn. Và cho đi chơi đấy. À, đây này các bạn này. Wow, người ta mổ này người, một đống cá, người ta mổ tàng cá to nhỉ. Đấy, các bạn nhìn đầu con cá, cá mè hay cá gì kìa, to chưa. Và đây này người ta nhốt vào đây này. Đấy, rô phi nai. Rô phi to ấy. Đấy, những cái con này phải gần cân hoặc là hơn 1 cân rồi. Wow, con cá chấm kìa. Đấy, con nó đang bơi kìa. Đấy, cá chấm ấy. Úi giời. Nó ăn vợ, nó thấy mình nó nhảy luôn các bạn. Cá chép đấy, là con cá chép đấy các bạn. Nước trong kìa. Đấy, nước ở đây là rất là trong. Ở kia là người ta mổ sẵn ấy. Ai thích ăn mổ, mổ sẵn ở chợ mang về thì mổ, hoặc là mang về thì mổ. Ui, đây này các bạn ơi. Đây này. Wow. Đây tàng cá to người ta mổ này. Đấy, cá chấm các bạn. Đấy. Cá chấm người ta mổ sẵn ấy. Cá chép. Con này là con chép này các bạn ơi. Đấy. Ồ, rô phi to chưa? Ồ, đây con này các bạn này. Cái này là không phải nó ngửa đâu nha, mà nó ít nước các bạn. Nó ít nước, nó không thể đứng dậy được. Để này thì nó đỡ bơi lung tung. Ôi, đây này. Wow, con này to chưa? Đấy, con này chắc chắn là phải hơn 1 cân rồi các bạn. Tầm 1,5 cân. Rồi, to thật. Bên này, bên kia có kìa. Ai. Đây là khu vực người ta bán đồ thổ cẩm, quần áo người Mông các bạn. Đây, những cái bộ váy rất là đẹp. Wow, đẹp chưa? Những cái trang phục, quần áo đủ các màu nhé. Bên này người ta cũng bán này. Wow, đây này quần áo chưa các bạn ơi? Đẹp chưa? Đấy, những bộ trang phục của các chị em phụ nữ. Ôi, chúng ta đã ra khu vực người ta bày rất là nhiều các bạn. Đây. Ôi,
người ta sắp một dãy ở đây, người ta treo rồi. Đấy, người ta treo đẹp chưa? Đấy. Đấy, những bộ váy. À, hình như kìa, bạn này thử luôn các bạn. Để xem bạn ấy mặc đẹp không nhé. Đây là bộ đỏ nhỉ, bộ nhung à anh? Vải nhung à? Ờ, đẹp nhỉ. Đây này, ở đây cũng nhiều màu quá, rất là nhiều. Người ta treo một dãy ở đây, thẳng hàng, rất là đẹp. Này, có cả yếm nhỉ. Đấy, yếm đấy, đấy là yếm lần trước. Mà vừa ghê. Vừa đấy. Đây, có cả trang sức nữa chứ nhỉ. Đây này, có các vòng mà đeo. Ô, hôm nay em không đi học à? Hôm nay thứ năm nhỉ? Hôm nay thứ năm. À, có cả mũ luôn à? Mũ hai tầng nhỉ? Đẹp chưa? Có gương không? Không gương. Thôi mẹ ngắm hộ vậy. À, chụp ảnh. Hình như trời. Đây em quay chiều này anh xin bức ảnh em ơi. Đây quay chiều này nó có ngượng cùng sáng này. Thả tim. Rồi ok, thank you. Đấy. Nói chung là rất là đẹp các bạn. Đấy. Làm đôi giày nữa là đẹp rồi. Này con gái cô hả cô? À. Thế còn đi học không ạ? À không học nữa à. Năm nay khoảng em bao nhiêu tuổi rồi em? 14 à? À thế nên nghỉ học hơi sớm nhỉ. Yeah. Đây này, ở cái này là đúng là cô dâu luôn đấy. Cái này cái hoa ở trên đầu rất là đẹp. Cái mũ người ta gắn hoa. Cái này mũ hoa. Mũ hoa. Nói phải nói chuyển mũ hoa quả danh tàu mông. Danh tàu mông ạ. Nhưng mông gì nữa? Mông đây là mông hoa. Mông hoa à. Có hoa là phải mông hoa đúng không? Chụp anh ấy cho nó thấy cả cái vái cái chanh he chứ. Quay phình. Quay mấy cái mặt. Thế thôi. Đây này, ở đây là người ta rất là nhiều bộ nhé các bạn nhé. Ở đây là những cái bộ lửng này. Đấy, còn đây là bộ váy dài. Đấy. Nói chung là bạn ấy mặc cũng khá là đẹp. À, không biết là bạn ấy chọn bộ nào. Chúng ta đợi tí xem là bạn ấy chọn bộ nào. Hãy
Đây, cái mũ này các bạn này. Mình cho các bạn xem cái mũ. Ô, cái này nhẹ nhỉ anh nhỉ? Nhẹ lắm. Nhẹ thôi bạn ạ. À, siêu nhẹ. Ừ. Cái này nhanh to lên, anh gọi là siêu nhẹ đấy. Người ta trang trí rất là đẹp. Đây, mình cho các bạn xem trang sức các bạn. Đấy. Người ta làm đẹp không? Đấy, một em gái có 14 tuổi thôi các bạn. Đấy, mặc váy, bộ váy rất là đẹp. Đấy, anh ấy nhiều màu nhỉ? Đủ các loại màu các bạn. Tha hồ lựa chọn. Đây này, màu vàng, màu đen, đấy, đây này. Ui, váy đẹp thế nhỉ? Một bộ này nó rơi vào tầm bao nhiêu anh? À. Bởi vì là nó có cả trang sức mũ này, rồi đầy đủ hết các bạn. Cái đấy gọi là cái yếm anh nhỉ? Cái đấy để che đi cái người ta buộc ở cái váy ấy. Đấy. Đấy, có cả mũ. Cái mũ này là kết hợp với bộ nào cũng được nhỉ? Đấy, bộ nào cũng thành được. Đây này các bạn này, các bạn này nhìn em. Ở đây là một dãy nhé các bạn nhé. Wow, người ta bày bán rất là nhiều. Và gần Tết nữa các bạn. Gần Tết thì chợ người ta bày bán các mặt hàng rất là nhiều. Đặc biệt là quần áo này. Rồi các mặt hàng người ta bày ở đây rất là nhiều. Và đẹp nhỉ, một dãy, tha hồ lựa chọn các bạn. Nói chung là bộ nào cũng đẹp và rất là khó lựa chọn nhỉ. Bà đây vừa mặc một bộ nhung. Đấy. Đây có bộ. Ở đây là cái bông. Cái quả treo lùng nàng lùng nẹng. Còn cái này người ta làm từ những cái nhôm mà. Người ta đính vào đây.
Cái này gọi là váy lửng anh nhỉ? Ngày xưa mà thêu tay một cái này thì đến 3 năm thì chưa được một cái, 4 năm chưa được cả. Cái người nó nghĩ là giỏi. Đây, đẹp hay không bằng chứng đây, mặc vào biết ngay. Có ai mặc hắt lên. Đẹp đấy nhỉ. Đây là con gái, là con gái mà. Đây là toàn con gái hết mà. Không, người lớn tuổi mặc cái kia. À. Thì bà này cũng nhỏ mà. Đây là cái tầm thiên nhiên thì nó phải mặc cái quần áo đấy. Đấy đẹp hết nhỉ. Mặc không đẹp. Ôi, cậu thể đó. Cái này là bao nhiêu tiền bộ? Đây có mấy. Hả? Chắc phải trên triệu chứ. Trên triệu, cái này là trên triệu. Bởi vì hôm nọ em mua một cái bộ cho trẻ con mà đã rơi vào 700 rồi. Mấy trăm thì chắc không được. Chung thì thôi. Đây hỏi ông chủ đây biết được không? Mặc thử gì ạ? Đây là con gái gì ạ? Con gái nhà kia có. À. Đấy. Nhưng mà chú thích mặc dài hay mặc ngắn? Nhưng mà cái áo này thì nó không làm dài tay một tí nhỉ, nó lại làm thật tí, làm lửng nhỉ. Mốt của nó thế. Mốt là thế, lửng. Nếu mà ai thích dài thì đặt. À, là thế á. À, vẫn còn cái này rồi. Nhiều đồ lắm. Cái bộ này rất là nhiều cái đồ thì. Nguyên cái mũ này nó phải rơi vào tầm 300 ấy nhỉ? Ôi, 300 là không lấy được anh. Không được à? 900. 8-900. Cả bộ này là mấy triệu? Hả? Bộ này là 2 triệu. À. 2 triệu hả? Những người sản xuất nghĩ ra cái này làm kiếm ra tiền đấy nhỉ? Đèn này thì chụp kiểu ảnh. Hôm nay thì quay kiếm tiền đấy nhỉ? Cái này bán mỗi cây được bao nhiêu tiền? À, ít lắm. Đi chơi là chính ạ. Có thằng Tuấn ở trên Phong Hải nó cũng đi quay suốt. Tuấn à? Ừ. Tên kênh là gì ạ? Trại miền núi. À, Trại miền núi TV gì? Hiểu thì biết rồi. Thế là thằng em ấy, nó cứ vâng. Đi quay đây chú chụp một kiểu thế nào, nó đẹp không? Em ơi, cho chú ấy xin chụp một bức kìa. Thả tim cho bác. Cười tí. Cậu khé á. Em biết đấy. Không, quần áo trang phục đẹp mà. Nhà em ở đây luôn này em. Ở đâu? Trung Đô à? À, ngay cầu Trung Đô nhỉ. Trung Đô là cái khu mà rẽ vào cái cổng to gì. À, anh biết chỗ đấy nhưng mà chưa vào trong đấy bao giờ. Mua quần áo Tết à hay là mua ấy? À, sắm luôn sớm nhỉ. Đấy, bởi vì là bây giờ cũng sắp Tết rồi, còn hơn một tháng nữa là Tết rồi. Mua dần đi là vừa nhỉ. Không, Tết đông bận việc mới đông lắm. Em lấy bộ nào? Bộ này à? Tết hẹn nhau ở trên cầu Cốc Ly nhá. Thấy Tết ở người ta đây em Cốc Ly đây. À, Cốc Ly à? Bởi vì Tết em thấy là người ta chơi ở cầu Cốc Ly đông lắm. Cứ mùng 2, mùng 3, mùng 4 Tết bún đến ngày mùng 10. Cái này nó còn có bộ. À, hoa tai, à, theo bộ rồi đúng không? Đây có cả hoa tai. Tăng à? Hay đi kèm? À, kèm theo bộ nhỉ? Đồng bộ luôn. Cái này đi tắm là phải cởi ra không? Hoa tai ấy? Hoa tai có. Có cởi đây nhỉ? Bởi vì là nước nó vào ấy. Cái này nó không phải. Còn là mỹ ký.
Nói chung là nhìn là đẹp, mỹ ký nhưng mà người ta làm đẹp lắm các bạn. Không biết. Mẹ thích bộ nào? Tư vấn. Bộ nào cũng thích nhưng mà nhiều tiền quá. Nhiều tiền quá. Bộ này đắt hơn bộ dài anh? Không, rẻ hơn chứ. À, rẻ hơn à? Nhưng mà nếu mà mua bây giờ nó còn rẻ hơn Tết chứ đúng không? Tết nó phải lên giá tí. Đúng rồi, thường thường là Tết các mặt hàng thường thường là tăng giá một tí. Nếu mà tranh thủ mua bây giờ thì nó rẻ hơn một tí. Đang xem tư vấn bạn thích bộ nào. Cái này cao à, cái này cao à, cái này cao à.